Chào chú Đỗ Lập. Hôm nay Đại Nam mở cửa, chú đến Đại Nam để có những cái thông tin gì muốn chia sẻ với cộng đồng mạng sau khi chị Hằng có những cái vấn đề không may xảy ra không chú? Thật ra mà nói thì tôi đã đến Đại Nam từ hôm qua kìa. Tôi chờ anh em YouTuber cả 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà qua cái sự vụ mà của cô Hằng á thì anh em bận, có lẽ là bận và không không đến được. Và hôm nay tôi đến nữa thì cái chứng kiến của tôi thấy được á là người dân người ta vẫn kéo đến Đại Nam. Đó, người ta đã kéo đến Đại Nam để mà đi du lịch tham quan rồi vui chơi giải trí. Đó. Thì cái chuyện đó là mình thấy rằng á là Đại Nam vẫn là một thành trì vững chắc trong lòng của người dân, của cộng đồng yêu mến anh chị Uy Dũng và Phương Hằng. Thì hôm nay tôi rất là được hân hạnh là được các anh em YouTube đã phỏng vấn. Thì lời trước tiên tôi gửi lời đến của tôi đến cộng đồng mạng, anh chị em yêu chính nghĩa, một lời chào thân thiết và chúc cho các anh chị, chúc cho mọi người được bình an, hạnh phúc và vui vẻ. Chúc cho các anh chị ở YouTube chính nghĩa tràn đầy sức sống và sẵn sàng là cống hiến cho xã hội những video đẹp nhất, tốt nhất để nâng tầm, tiếp tục nâng tầm của công ty Đại Nam lên và để cho người dân người ta thấy rằng cái giá trị thực của công ty Đại Nam. Rồi về cái câu chuyện mà mấy hôm nay khi sau khi chị Hằng bị khởi tố thì có rất nhiều cái bình luận và những cái ý kiến trái chiều khác nhau, nó liên quan đến những kể cả có những cái vấn đề bình luận rất là tiêu cực. Thì chú có chia sẻ gì và có lời khuyên gì đến những người luôn ủng hộ cho những việc làm tốt của vợ chồng chị Hằng không ạ? Tôi á rồi theo dõi các cái video của các anh chị em YouTube chính nghĩa một cách rất là sát. Video nào tôi cũng coi coi ít nhất là 10 phút, nhưng mà do là anh em mà thường thường nói cái thông tin nó tương đối giống nhau, do đó chỉ cần xem một là có thể đủ. Và những cái video khác á thì tôi bấm like là để tỏ cái thái độ là ủng hộ. Đó. Thì suốt cái thời gian vừa qua thì tôi theo dõi rằng á là anh em YouTuber đến với Đại Nam, đến với chị Hằng bằng cái tình cảm, bởi vì cái hình ảnh của chị Hằng quá đẹp trong lòng của mọi người dân và kể cả của tôi. Do đó anh chị em đến bây giờ với chị Phương Hằng á không phải vì tiền mà là vì một cái điều rất là cơ bản, là vì cái tâm, là vì cái tâm đó, là điều mà tôi rất khẳng định. Còn một số YouTuber bẩn rồi con lương dơ này kia thì chúng nó chỉ là rác rưởi thôi, thật là rác rưởi thôi. Nó gọi tôi là cuồng cuộn con, tôi cảm thấy tôi rất hãnh diện với cái tên mà nó đặt cho tôi. Nếu chỉ có một cuồng cuộn con như tôi thì không làm nên gì cả, nhưng mà nó có thật nhiều cái cuồng cuộn con như vậy thì nó là một cái cuồng cuộn của sóng thần quét tất cả những điều bẩn thỉu của xã hội dẹp xuống biển Đông, nhấn chìm vào xuống biển Đông. Chính bản thân tôi trong Facebook của tôi cũng có một vài trẻ đánh tôi, nó nói rằng nó rất tiếc cho tôi thế này thế kia, nhưng mà tôi nói thế này, tôi trả lời là tao có cái gì, tao có cái mà để cho mày tiếc, chứ còn mày có cái gì để cho tao tiếc không? Rồi. Thế chú có cái
suy nghĩ gì với cái sự việc xảy ra với chị Hằng không ạ? Thì tất cả chúng ta phải bình tĩnh, sáng suốt. À, bây giờ vấn đề của chị Hằng là để cho các cơ quan chức năng người ta giải quyết. Khi chưa có tuyên án thì chị Hằng vẫn là một người công dân bình thường. Ha? Chứ đừng bao giờ mà nghe theo cái những cái luận điệu bẩn thỉu kết án chị Hằng. Và chứng cứ đâu? Chúng ta cũng cần có cái sự ủng hộ là bình tĩnh và tỉnh táo đúng không? Đúng. Thì tỉnh táo ở chỗ này, tôi nói một ví dụ, một cái video rất nhỏ. Bây giờ hiện nay á, là bọn Việt Tân á, nó đang quay xe nó ủng hộ lại chị Hằng. Là nó có một âm mưu rất là thâm độc. Đúng rồi. Tức là dùng cái lực lượng của người dân ủng hộ chưa để đánh phá nhà nước. Đó. Cái này là cái một rất cái thâm mưu, âm mưu rất là cực kỳ bị ổi mà chúng ta cần phải cảnh giác, cần phải lên án. Đó. Còn mọi cái vấn đề của chị Hằng thì để thời gian cơ quan chức năng người ta làm việc, trắng đen sẽ rõ ràng thôi. Đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thế này, trong cái rủi bao giờ cũng có cái may. Chị Hằng bị bắt như vậy, đây là cơ hội cho chị Hằng để bày tỏ trách trước cơ quan chức năng, đúng không? Đúng. Đó. Và chúng ta thấy mới vừa rồi á, là Trung ương có cử một cái đoàn thanh tra của chính phủ vào 5 tỉnh, hay đặc biệt có thành phố Hồ Chí Minh, là nhằm để giải quyết những đơn thư khiếu nại mà lâu ngày không giải quyết để gây bức xúc. Thì trong trường hợp chị Hằng cũng là một vấn đề đó. Vậy chúng ta phải tin tưởng vào pháp luật, tin tưởng vào cơ quan chức năng để chúng ta có một cái ủng hộ chị Hằng bằng tất cả, nhưng mà phải là trên luật pháp nhà nước. Theo như rất nhiều những vị luật sư hay là những nhà làm luật, họ chia sẻ rằng là nếu các anh chị em, các cô chú trên cộng đồng mạng muốn ủng hộ chị Hằng thì phải ủng hộ bằng những cái thật sự là văn minh, tôn trọng pháp luật, không công kích vào các cơ quan chức năng, các đồng chí lãnh đạo. Thì theo như chú thì những cái này nó như thế nào? Có đúng với những gì mà chú suy nghĩ hay không? Rất đúng, rất đúng. Bởi vì tôi nghĩ thế này nè. Chúng ta sống trong cuộc sống của chúng ta phải có luật pháp, phải có pháp luật. Không ai được đứng trên pháp luật, ngồi trên pháp luật. Đó, chúng ta không có quyền đó. Rồi, chúng ta chỉ có, nếu mà có vấn đề gì bức xúc thì đã có cơ quan của các ban ngành để tiếp ý kiến chúng ta. Chứ không phải là mỗi lúc mà mỗi thấy gì bức xúc là kéo nhau ra biểu tình ầm ĩ, gây mất trật tự, hỗn loạn xã hội, làm gây khó cho nhà nước. Rồi bọn phản động nó lợi dụng vào đó để nó chống phá nhà nước. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta cần phải suy nghĩ cho nó thấu đáo và sáng suốt để đưa cho mình những cái tiếng nói ra cộng đồng cho thật là chính xác. Cảm ơn chú, cái chia sẻ của chú rất là tốt và thật sự rất là hay. Hiện nay thì có một số trang Facebook, một số kênh YouTube mà theo như chúng cháu thấy là hầu như là những cái thành phần này là xuyên tạc và bịa đặt, và đặc biệt là có liên quan đến phản động. Nó kêu gọi là cái câu chuyện của chị Hằng là một số kênh, nhưng mà một số trang nó kêu gọi là biểu tình nọ kia. Cái đấy theo quan điểm của chú là như thế nào? Đây là một cái âm mưu thủ đoạn của những cái thế lực thù địch, đúng không? Thế lực thù địch ở nước ngoài và ở trong nước luôn. Yeah. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần một cái xã hội nó an toàn để làm gì? Để thu hút đầu tư. Đó. Để làm gì? Để cho người ta thấy sống một cuộc sống yên lành. Những nhà đầu tư nước ngoài người ta yêu Việt Nam, ta muốn đầu tư về Việt Nam vì tính chất an toàn của nó. Mà nó phá đi, vỡ đi cái đó thì còn ai đầu tư vào Việt Nam mà đầu tư nữa. Đó. Thì vấn đề này là một vấn đề mà có thể nói là gây rất nhiều bức xúc trong dân dân. Chúng ta qua thấy nhiều sự việc lắm. Vừa những năm tháng gần đây là rất nhiều sự việc rất là đáng buồn. Đó.
phải ngăn chặn ngay những cái âm mưu phá hoại đó của thù địch, nói thẳng là của Việt Tân, của ba sọc ở nước ngoài. Đó là một cái chuyện mà còn một cái điều nữa mà nó gây rất là bất lợi cho công ty Đại Nam cũng như là bản thân doanh nhân Hữu Dũng cũng như bản thân chị Hằng, đó là như hôm nay chú lên đây là chú đã vào trong Đại Nam và bằng chứng là thấy là Đại Nam vẫn mở cửa bình thường. Những cái bài báo lá cải, những cái thành phần nó xuyên tạc rằng là khi chị Hằng bị bắt thì công ty Đại Nam đóng cửa. Chú thấy cái thông tin này là có đúng hay là sai? Có nghĩa là được nước được trả tiền á, đúng không? Rất hài hước, rất một mình muốn Đại Nam nói được cái là Đại Nam đóng cửa, phải đến Đại Nam đi để xem Đại Nam có đóng cửa không. Vào các thứ sáu thứ bảy chủ nhật thứ sáu thứ bảy chủ nhật đó, chứ đừng đợi thứ hai thứ ba thứ tư người ta đóng cửa rồi nói này nói kia, thấy không? Đúng rồi. Cứ ở đó núp rùm rồi lên gõ bàn phím. Đó. Các anh các chị nói xin lỗi, tiếng nói của các anh các chị mà YouTuber giờ dơ thì chẳng có cái giá trị gì cả, không có một giá trị gì hết. Chúng ta các anh các chị cho rằng các anh các chị là chính nghĩa thì các anh các chị cứ lao ra ánh sáng đi, lao ra đường đi, để có những cái bản tin phỏng vấn người về dân đi. Tại sao các anh không làm như anh em YouTuber chính nghĩa mà các anh em chỉ ngồi ở đó để gõ bàn phím, nêu quan điểm rồi tỏ ra mình là thế này, tỏ ra mình là thế kia, anh em câu lưu để có tiền cũng vừa vừa thôi, nha. Các anh làm quá thì vô tình chung là các anh các chị hay đó đã tự vả vào mộ mình. Người ta sẽ phê thuốc các anh các chị này. Rồi, thì tôi cũng có một cái chia sẻ đối với các anh các chị. Thì cảm xúc của chú hiện tại là khi mà thấy cô Hằng như vậy thì chú có cảm xúc như thế nào? Chú có lời nào muốn gửi đến chị Hằng không? Chị Hằng á, muốn gửi những cái lời gì đó đến chị tôi Hằng. Có một cái ca khúc mà tôi viết và đã tặng cho chị Hằng. Hôm nay tôi sẽ đọc lại. Đương nhiên tôi hát không hay. Đọc ha. Đọc để chút động lực để cho chị Hằng để tiếp động lực cho chị Hằng. Xin lỗi một chút nha. Bài hát đó là bài Vầng Trăng Rằm. Vầng Trăng Rằm. Bài này thì tôi viết hồi đầu tháng 3 và đến ngày 7 tháng 3 thì tôi có đến đây để tặng luôn cả cái văn bản của bài hát như thế này. Dạ, nhưng mà chú có lời gửi lời đến chị Hằng như thế nào khi chị ấy đang ở trong trại giam không? Chị Hằng ơi, chị hãy yên tâm đi, có chúng tôi luôn luôn ở bên cạnh chị và cùng chị để chúng ta hướng đến một cái lẽ phải. Quan trọng nhất là chị ấy giữ gìn sức khỏe và hợp tác với cơ quan chức năng để giữ gìn sức khỏe, gia đình tự tin, thấy không? Và hãy tin tưởng vào chính nghe và chúng tôi, tin tưởng vào chính nghĩa, tin tưởng vào cái thành Đại Nam. Bây giờ tôi sẽ đọc cho bạn nghe đài nghe cái bài Vầng Trăng Rằm mà tôi viết tặng chị trước khi sự việc này xảy ra. Vầng trăng rằm xua tan màn đêm u ám, đàn em thơ vui đón ánh trăng về, ánh vàng lung linh rộng vòng tay nhân ái, nét đẹp thiện tâm người phụ nữ Việt Nam đã bao con tim hồi sinh vào nhịp sống mới, bao em thơ được tiếp bước đến trường, bao gia đình được đùm bọc yêu thương, chị đã cho mà không nhận lại, cùng thời gian chị đi đòi công lý, bao gian nan chị gánh hết về mình, trong đêm dài sáng tựa vầng trăng. Chị Hằng ơi, hãy nhận từ tôi, từ những con tim được chị hồi sinh, từ các em thơ, một thời gieo neo khó nhọc, dù chỉ một lời tri ân tha thiết. Tôi
viết cái bài này khi mà tôi chưa bao giờ gặp được chị Hằng. Viết ở cái chỗ là tôi thấy chị Hằng là một con người rất có tâm, rất có đức, rất có tầm, và đặc biệt là chị đã có những cái việc làm mà chúng ta không thể phủ nhận được. Đó là quỹ Hằng Hiểu, ha? Đó là nhà máy nước lọc ở Bến Tre, ha? Đó là cái nhà máy oxy, và rất nhiều cái đó là như thế. Mà 9 giờ cái drama này chúng tôi mới hiểu được hết về chị Hằng. Nhưng mà nói thật là cũng chưa hiểu hết được đâu, còn nhiều vấn đề lắm. Những việc làm tốt của chị có bao giờ công bố đâu, đâu bao giờ muốn rằng mình được mọi người mang ơn đâu, ha? Muốn có cho mình cái gì không? Không. Đó, do đó cái bài ca khúc này tôi viết đó là do cái tự trong tâm của tôi để nói ra, để ngợi ca chị. Và chỉ xin chị một lời thôi, là chị hãy nhận từ chúng tôi lời tri ân tha thiết. Tôi biết rằng chị chẳng nhận cái gì, phải không? Mà tôi chỉ cầu xin chị là nhận một lời tri ân thôi. Thế cũng sẽ có đứa nó nói rằng á, chị Hằng đặt hàng tôi viết rồi này, xin lỗi, đơn đặt hàng không bao giờ viết được những ca khúc như thế này. Anh em cứ thử đi, cứ thử đi, tôi là người sáng tác nhạc, ha? Ca khúc hay, đẹp, gây xúc động, chỉ có khi nào mà bằng cái cảm xúc thật sự của mình, chứ còn đặt hàng nói xin lỗi, không bao giờ viết được. Rồi chú vô luôn chú ơi. Rồi đây tôi cũng kính chào chúc mọi người an toàn, mạnh khỏe, và chúc chị Hằng luôn luôn tự tin, sức khỏe, và hãy làm những điều gì mà chị muốn thì nên.